bác thì không có thấy, nhưng nghe mấy cái bạn bè trời ơi thấy cái đài Tiền Giang nó cũng có lên trên xe của ông nữa. Như vậy là mấy cái đài nó có lên hết á. Vĩnh Long cũng có đưa nữa. Nó cũng có đưa nữa. Dạ. Cái thật sự ra thì Vĩnh Long không còn không biết đâu. Chỉ như Thư Dũng á, nó biết thôi chứ đừng. Thì bữa nó gặp bác ở cái khúc Đồng Trắng với trời đó, nó gặp cái trận quay cho đó. Dạ. Chỉ có Xuân Dũng biết biết nhà thôi, còn mà nó không cho người ta biết hả? Gì vậy? Ai đưa nó xuống mình mày hỏi cái điện thoại, số điện thoại của ông nó không cho. Xe này mà chạy hú quen, lắp qua lắp lại. Xe kéo chiều tay này nè, tao qua ngang chợ cái tao buông ra nó rượu nó bọc đầu nó qua mặt luôn nhà tao tân lẹ quá nó thắng đâu kịp. Cái tao tân vô cái nửa cái xe trường xe nó hồn, nó chết luôn dài. Mà xe có bị sao đâu? Nó vậy chứ trước. Đến trước nó hay qua này đó là tao chưa có thai đấy. Cái về nó bị gãy luôn rồi, nó bỏ luôn. Nè, chuẩn bị làm cái thằng này nè. Dạ. Cái thằng đó tính sau này chữa lại. Nhưng mà mới có làm cái sườn này chưa có lên cục máy, rồi cục máy lần lần mình mới làm. Cái này to hơn đúng không? Ừ, cái này là lên là ngon đó em. Dạ. Thì cái này được cái cặp cục mới. Dạ. Cái đó cục cũ mà nó dạo này nó bị virus rồi không còn kinh phí, cái chợ nó không có đủ ăn. À. Rồi thằng như mình không có vốn để làm tiếp. Dạ. Yeah. Thì nãy là chú đang tính làm cái xe đấy hả? Tính làm cái bốn bánh là thế, cái thằng đó nó đang sửa nó lại. À. Dạ. Yeah. Làm bằng bốn bánh luôn. Bốn bánh nè. Mua trong đây luôn. Lên rồi nè. Dạ. Yeah. Lên đủ bốn bánh này nè. Dạ. Yeah. Nhưng mà còn quay lăng, còn làm cái quay lăng nữa rồi cũng lên cục máy, bị cục máy có rồi. Dạ. Yeah. Cục máy làm rồi chưa có lên đây được. À, thì làm từ từ vậy hả? Ừ. Cái này nó bự ha, làm này này nó bự cái này nhiều lắm. Dạ. Yeah. Nó chở một chiếc mà mày. Dạ. Yeah. À. Là máy ở đây hả? Ừ. Máy hả? Ờ, máy em ra đó. Máy còn lấy từ máy em ra qua. Còn lấy từ máy em ra ra. Cũng lấy cục máy em ra này. Dạ. Yeah. Đó thì thằng đó cũng cục máy em ra thiếu như này vậy. Dạ. Yeah. Thì hồi trước quay bác lên là có Xuân Dũng quay rồi ha. Vậy nó chạy tao nó dưới Duyên Hải nó lên tao chỗ trời lên trên tỉnh. Dạ. Nó chạy tới đó nó thấy nó chặn nhau lại tao hỏi gì vậy. Dạ. Nó xin bác quay phim. Dạ. Tao nói thì được đó, quay đấy được quay mà đi cái bậy bạ trong đó tao đụng mới chạy lồn lậu đâu có được. À. Rồi nó làm có đàng hoàng không? Là cũng ngon. Cũng ngon ha. Ừ. Như nhiên nhiều người bác biết cái bác từ đó, biết cái bác nhiều hả? Ở nước ngoài Mỹ rồi nó thấy rồi. Dạ. Mấy đứa cháu đâu ngoài Mỹ nó điện về nó thấy xe ông hai chạy à. À vậy hả? Bên Mỹ thấy luôn. Thấy luôn. Vậy hả? Đây ra mẹ luôn rồi, nó ra tới mẹ rồi, nó thấy
năm rồi đấy á. Dạ. Đừng sông sông Dũng đó ở đâu bác? Không biết nó ở đâu nữa. Dạ. Nó đi ngang vậy thì nó cũng đi quay tùm lum như con gì đó. Dạ. Dạ. Ở Vĩnh Long này vậy. Phải không? Cũng phải đâu mà nó giấu nha. Dạ. Nó quay cái thằng chị hình là Hậu Giang á. À. Dạ. Hỏi nó không chỉ. Không chỉ số điện thoại á. À. Nó không cho. Thằng đó nó chạy xuống đây đi kiếm nè. À, Chú Hiên Hậu Giang hả? Ừ. Dạ. Có luôn hả? Chú Hiên Hậu Giang có quay không? Có quay tại vì Sóc Trăng rồi nó có lên hết trơn. Dạ. À, tức là hôm đó là Xuân Dũng quay lên là Chú Hiên Hậu Giang có thấy? Không ha, à, không biết. Ví dụ đó là không biết, mình không biết. Dạ hả? Ờ, nhưng mà cái thằng hai đứa nhỏ giá nhỏ với thằng đó nó xuống đây. À. Nó mới hỏi bác. Dạ. Ta nói ờ thì tụi con quay quay thì nó cũng ở đi chơi cũng lâu lắm. Thì chờ bác đi sửa sạn lại đi kéo rác đó. Dạ. Rồi nó đi theo nó quay luôn. Dạ. Ừ. Thì thấy mình thấy mình thì tiền bạc thì không có dư nhiêu nhưng cái cũng vui. Dạ. Như vậy đó. Dạ hả? Rồi vừa có những người ta khuyến khích mình làm tốt này cái kia nọ vậy đó. Dạ. Tụi áo vô rồi ở trần. Mình là nông dân mà. Dạ. À. Đó, rồi cũng đi lôi cũng lôi chiến hồi sáng rồi giấc này lôi thùng không về đằng trưa đằng xế đằng vô chợ đó đằng lôi nữa chiều cho nó sạch luôn cái chợ xì sáng lôi đập ngày là bác đi ly rác hay là ngày ly hay là cho họ nghỉ làm nước vô ngồi chơi cũng may bác là được này cũng được rồi đi đó mà cũng may không sao ha nó cày trụa chút đỉnh ha nhưng mà con cái này là cái thẹo nó trầy á dễ hả rồi nó lành nó mau lành lắm dạ cũng 10 ngày rồi ha với dáng lấy thuốc lấy băng keo cá nhân á rồi cái bán lợi thì vài bữa tắm rồi cái lành hơn nha dạ bác ơi bác tên là gì á Ngô Văn Gửi Ngô Văn Gửi Ngô Văn Gửi nay bác bao nhiêu tuổi rồi bác năm nay tròn 70 tròn 70 ha dạ dễ hả bác với bà là tròn 1 tuổi 1 á dạ. Mới lãnh tiền tròn tuổi nè dạ hả dạ đừng cũng mừng bác dạ cũng mong sao bác là giúp đời có nhiều sức khỏe để giúp bà con ha làm đẹp sạch đẹp quê hương chờ búa ha dạ một công việc lấy rác mà không phải ai cũng muốn làm đâu quý vị dạ nó vừa bẩn nó vừa hôi nhưng mà hai bác vẫn vậy, chấp nhận làm cái công việc này để gì để là để cho quê hương là để cho nó sạch làng sẽ, xóm sạch, sạch sẽ đó. Thì ngoài công việc lấy rác của bác là thì bác còn phải từ chế từ chế cái xe vậy nè từ nãy nhìn vào ra cái chiếc cái xe này đó rồi thả xuống quay cho nó vâng vâng dạ kính thưa quý vị bác gửi đợt tới sẽ tự lắp ráp chiếc xe này để đi gom rác ở trên địa phương. Bác hai vợ chồng bác là gom tự nguyện quý vị nhé làm từ thiện gom để không kinh phí để cho môi trường ở khu vực bác ở này xanh sạch đẹp văn minh. Cái đầu cái thùng nó sao nó nổi. Dạ. Ơi, từ từ nó suy nghĩ cho nó thôi vậy bỏ cho ông chạy đi chi hai giờ rồi sao. Bác có nói thôi bây giờ vậy, tôi tính vậy. Bây giờ ta làm một cái gắn cục máy lên cái bánh trước của chiếc quay này nè. Dạ. Tôi kẹt trong dài cái thùng. Dạ. Tôi làm cái thùng ba cũng như ba bánh. Dạ. Rồi. Nó thằng con thứ ba đó thì nó tao vẽ ra rồi nó hàng nó hàng là em thông đấy hả thân đó vâng chào anh đâu lâu ha lâu bị giờ nó cái màn tùm lum dạ cái lần nữa đâu dạ vậy là khoảng bao lâu nữa mới hoàn thiện được bác ha chưa biết rồi cái gì cả này chưa hả lâu lắm lâu lắm dễ hả càng lâu rồi quay trở lại cái chuyện mà lúc nãy rồi cái đài truyền hình Hậu Giang họ có xuống quay không có quay rồi có đưa lên trên cái đài của họ có hả dạ ha nghe bác thì không có thấy chừng nghe mấy cái bạn bè trời ơi thấy cái đài Tiền Giang nó cũng có lên chiếc xe của ông nữa như vậy là mấy cái đài nó có lên hết á Vĩnh Long cũng có đưa nữa nó cũng có đưa nữa dạ cái thật sự ra thì Vĩnh Long không biết đâu chỉ như Thanh Dũng á nó biết thôi chứ đừng vì bữa nó gặp bác ở cái khúc đồng trắng với trời đó nó gặp nó chạy nó quay cho nó
Con Xuân Dũng biết biết nhà đó còn mà nó cho người ta biết hả? Gì vậy? Ai đưa nó xuống mày hỏi cho điện thoại số điện thoại của ông nó không cho. Vậy bây giờ thưa bác, con là Xuân Dũng nè. Vậy hả? Không mẹ chị nói thằng Xuân Dũng là thằng này chứ thằng nào. Nhưng mà họ nói đúng. Yeah. Nói đúng là họ xin số điện thoại của bác. À. Là bên đài truyền hình Hậu Giang họ có xin thì con nói là con không có số của bác thiệt tại vì con không lấy. À. Nhưng con có số của anh Thông. À. Thì là có gì là điền cho anh Thông con của bác. À. Là con nhắn cho họ gì mà có mà. Anh Thông đợt đó có ai gọi cho anh không? Không, cái lúc mà bên đài truyền hình Hậu Giang mà họ có ấy, là có điền cho anh Thông không? Nhớ hả? Có đứa, hai đứa nhỏ trẻ trẻ nó lại thì có. Ờ thì đó đó. Đó hai đứa đó đó. Đó đó. Ừ. Là cái đây 2 năm về trước á, tại vì á là em quay đi, hôm em quay á là có quay. Chắc vậy ha. Dạ. Đó. Ừ, vậy mà tao giờ tao nhìn nó đâu có ra nó tính ra cái gì. Mình nhìn nó không ra. Hai năm đâu mà. Có điện thoại. Nãy giờ không nhận ra anh ấy. Nãy giờ nào mới nữa nó đụ mẹ. Dạ. Thế nên là con mới nghe mà con mới mắc cười. Bác nói thằng Xuân Dũng không có cho. Nó không phải là đúng là không nói con không lấy số bác thiệt. Con không có luôn, nó hỏi bây giờ hỏi xin của số bác thì con không có. Nhưng mà con nhớ là hôm đó là tôi có quay cái số nhà số đây và cái số của ông trai của bác á. Có gì là điền số trai của bác là con gửi số này của anh Thông qua. Đó, con phải vô trong clip là con quay đến cái đoạn này. Con mới lấy số điện thoại. Tại vì không? Cái lần mà gặp bác ở giữa đường là con có số điện thoại. Nhưng mà lần thứ hai con vô về nhà bác là ngồi trong kia, uống nước trà trong kia bác nhớ không? Là cùng với một người nữa. Ngô Ân nữa. Hôm đó đi cùng Ngô Ân nữa thì lúc mà vô trong đó thì con quay thì con nhớ là con quay cái bảng hiệu này. Cho con cho Hậu Giang biết chứ sao Hậu Giang biết. Nhưng mà họ tới họ nói không cho hả? Họ nói đúng. Tại vì con có số điện thoại của bác đâu con cho. Vậy lại con ở Duyên Hải về nữa hả? Dạ con đi Duyên Hải về. Dạ. Đi con đi hôm qua con nói ủa sao không thấy xe rác đâu. Ngày nay con đi Duyên Hải về con thấy xe đậu đây rồi con nhờ qua hỏi thăm con được bác khỏe không? Dạ. Đậu trong này. Dạ. Dạ ha. Dạ hả? Ơi còn ngay nghỉ vô uống nước. Dạ, bây giờ không tranh thủ đi công việc đã. Dạ. Về nè. Mai mốt khi nào bác lên cái điện hình đi. Rồi con sẽ hỗ trợ cho bác thêm để hoàn thiện chiếc xe. Dạ. Nhưng bác phải lên cái điện hình này đã thì dự kiến làm gần hoàn thiện đi. Dạ. Rồi con sẽ đến. Đó. Con hỗ trợ cho cái điện hình cái xe này lên. Nhìn sao sao đó. Ha. Dạ được rồi bác ơi. Dạ bây giờ con. Dạ rồi, bây giờ con đi tới thủ đi gấp con có bị bên xe nữa. Dạ. 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 Con thích bác vậy đó. Nhưng mà nãy giờ bác không nhìn ra con bùa ghê. Dạ, Xuân Dũng. Mà đâu phải. Con là Xuân Dũng chứ đâu. Vậy. Vậy gặp hai lần lần đầu tiên gặp dưới kia này con hỗ trợ cho bác ra tiền để sơn xe. Đúng không? Lần thứ hai là con vô cùng với kia là vô ngồi uống nước trà đó. Đó. Nói chứ từ cái quên không nhớ. Quên 2 năm rồi. 2 năm rồi. 2 năm rồi quên là đúng rồi. Dạ. Đó vậy không nhớ. Máy nó cũng bờ nhau cũng chạy. Dạ. Chạy 2 năm em. Dạ. Giữ chứ. Dạ. Kéo cũng nặng lắm á. Chiếc xe chạy kéo gác nó bờ. Dạ. Còn chiếc xe nó chiếc xe vậy đó giờ nốt là cái cục máy mà gắn trên cái đầu xe bỏ rồi. Dạ. Cắt ra. Dạ. Cái mùi vậy. Bị gì hôm đó xe ấy nó đụng vô đó rồi nó đưa cái mũi xe tiêu rồi. Dạ. Không, ông nói đụng là đụng xe này cái mũi dạ. Mót cái đầu đó. Dạ. Hôm đó ở chợ đi bu đen ở trên nó chết ông già. Dạ. Hải chi mà nó bao ở đây là không thả lần lần nó đó. Nó bọc cái đít á, nhận ấy bị nó chận cái đầu mà nó dạ. Bọc đít nó đi sao đít thì ấy. mình quanh ra này biết là hôm qua đó nó qua luôn rồi đít đi ha ngay đó đít thì nó qua luôn rồi chứ nó bọc đầu à. Mà xe tải bự chứ nhanh nhanh chứ
Thôi, nói ngay nó cũng hết hồn. À, trên thủ là thăm mẹ thấy thôi vậy cũng mừng cho bác ha. Dạ. Vậy cảm ơn. Thấy hai bác của mình khỏe giờ con cũng vui. Dạ, 2 năm rồi mới gặp lại. Rồi, dạ chị chúc hai bác nhiều sức khỏe nha. Dạ. 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 Giúp bà con làm sạch sẽ cho bà con. Không biết. Dạ. Thì sắp tới thì con về đây thường xuyên. Thì con ghé thì con sẽ đặt một ít là tà bắn biểu hóa xong nha. Dạ. Thằng Dũng cái quay phim cái lên truyền hình mấy đứa nó thấy vậy. Dạ dạ đúng rồi. Cái trời nói chuyện với họ cũng biết. Nãy con vô họ nhớ con không? Vẫn nhớ. Con hỏi bác á. Vẫn nhớ. Sau này bắt một kỹ năng không nhớ con. Họ có một Xuân Dũng quay rồi. Nó cái quên không có nhớ. Dạ. Nhiều người quá nhiều không có nhớ. À. Thôi vậy hai bác á. Vâng. Dạ. Dạ. Thôi chào hai bác, chúc hai bác mạnh khỏe. Con xin phép con trở về Bến Tre. Khỏe con cảm ơn. Dạ con ha. Dạ vâng vâng. Cảm ơn luôn. Rồi chào anh Thông nha. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Vâng, kính thưa quý vị, đây là chiếc xe rác của bác gửi, bác chuyên đi gom rác từ thiện trên khu vực địa bàn để cho môi trường khu vực. Người chuyên làm từ thiện chuyên gom rác trên khu vực địa bàn của xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Vâng, và bây giờ Khắc Long TV cùng anh Xuân Dũng trở lại một gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Vâng, xin mời quý vị cùng theo dõi video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.